Xin chào quý vị khán giả của Audio Hà Nội TV. Chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một trong những mẫu âm ly đèn tích hợp mới nhất của thương hiệu Prima Luna đến từ Hà Lan. Đó là âm ly Prima Luna Evo 300. Là một trong 4 mẫu âm ly tích hợp thuộc dòng sản phẩm Evo mới nhất của thương hiệu Prima Luna, âm ly Prima Luna Evo 300 tương hưởng đầy đủ những đặc điểm về hình thức ấn tượng, cùng hệ thống bóng đèn cao cấp và những công nghệ kỹ thuật tiên tiến của hãng, chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng về cả phần nghe và phần nhìn. Dù được cải thiện về hình thức trông nhẹ nhàng thanh thoát hơn, nhưng âm ly Prima Luna Evo 300 vẫn mang đậm phong cách thiết kế truyền thống của Prima Luna. Một khung máy được chế tác tinh xảo, bề mặt cho xích được mài mịn, đánh bóng và hoàn thiện bằng lớp sơn bóng bắt mắt với hai lựa chọn màu sắc là màu đen và màu trắng bạc, khung bảo vệ bóng đẹp mắt và có thể tháo rời. Giống như âm ly Prima Luna Evo 400 đầu bảng, âm ly Prima Luna Evo 300 là sự tổng hòa của thiết kế Triod và Ultra Linear trong cùng một thiết bị. Người dùng chỉ cần điều chỉnh nút gạt ở phía sau âm ly hoặc dùng điều khiển từ xa là có thể lựa chọn được chế độ phù hợp. Âm ly Prima Luna Evo 300 sử dụng hệ thống bóng đèn chất lượng gồm 6 bóng 12 AU7 cho tầng tiến khuếch đại và 4 bóng L34 làm bóng công suất. Trong đó, bóng 12 AU7 có ưu điểm là mang lại chất âm ấm, giàu cảm xúc, kết hợp với các dòng nhạc nhẹ, trữ tình và các bản nhạc thiên về dài trầm. Âm ly Prima Luna Evo 300 có thể hoạt động cả hai chế độ Triod và Ultra Linear, nên bóng công suất L34 có thể khuếch đại được với hai mức khác nhau. Ở chế độ Ultra Linear có công suất đầu ra đạt 42W trên kênh ở mức trở kháng 8 ohm. Khi chuyển sang chế độ Triod thì công suất giảm đi một nửa, đó là 22W trên kênh ở mức trở kháng 8 ohm. Cùng với đó, khá nhiều công nghệ ưu việt được ứng dụng trên mẫu âm ly tích hợp này như mạch Adaptive Auto Bias kết hợp với công nghệ Bass Top Indicator độc đáo của Prima Luna, giúp giám sát bóng, phát hiện bóng hỏng, đưa máy về chế độ an toàn, điều chỉnh thời gian và giảm mèo tín hiệu triệt để. Khi phát hiện bóng hỏng, người dùng chỉ cần tháo bóng bị hỏng và thay bóng mới vào là có thể tiếp tục trải nghiệm âm nhạc của mình. Nhà sản xuất đang sử dụng các linh kiện cao cấp cho âm ly Prima Luna Evo 300 như điện trở thắc mang của Nhật Bản với độ ồn thấp và khả năng xử lý tín hiệu âm thanh tuyến tính, hệ thống dây dẫn bằng sợi đồng OCC mạ bạc được sản xuất tại Thụy Điển cùng chiếc điện mối Teflon giúp cho tín hiệu âm thanh được truyền tải với tốc độ nhanh chóng và rất rõ nét. Cùng với đó, phương pháp DJ thủ công Point-to-Point được ứng dụng giúp đường truyền tín hiệu ngắn và chất âm trung thực hơn. Âm ly Prima Luna Evo 300 sở hữu hai khối biến áp cỡ lớn, gồm biến áp nguồn hình xuyến cỡ lớn cung cấp nguồn điện sạch và biến áp xuất âm do chính Prima Luna sản xuất. Chúng đều được bảo vệ trong cùng một hộp kim loại chắc chắn được hàn kín bằng nhựa để hạn chế rung chấn hiệu quả. Điểm mới trong thiết kế của Prima Evo 300 đó là sở hữu cổng 3.5mm cho tai nghe, biến nó trở thành một chiếc headphone âm ly thực thụ. Nó có thể chơi tốt với mọi loại tai nghe. Ngoài ra, âm ly Prima Luna Evo 300 có cho phép người dùng lắp thêm mạch phono để kết hợp với đầu đĩa than sử dụng kim mờ mờ. Sự kết hợp giữa ưu thế cũ và cải tiến mới chất lượng hơn, Prima Luna Evo 300 sẽ là mẫu âm ly đèn tích hợp sáng giá cho mọi hệ thống âm thanh nghe nhạc với chất âm ngọt ngào và tinh tế.